đang dốc hết công lực để khiêng tấm kính thành công về đích, thì bỗng nhiên một thế lực tâm linh nào đó đã làm cho tấm kính vỡ đôi, khiến hai nam thanh niên chỉ biết đứng hình. Phe này chắc lành ít dữ nhiều. Theo như đoạn clip ghi lại, hai thanh niên có nhiệm vụ phải khiêng một tấm kính khá lớn vào trong nhà. Do biết tấm kính dễ vỡ, hai anh chàng từ tốn và cẩn thận di chuyển. Thế nhưng tấm kính sau đó đã bất ngờ vỡ toang trước sự hoảng hốt của hai thanh niên. Sau sự việc, hai chàng trai đành đứng hình nhìn những miếng kính vỡ tan rồi lại nhìn nhau trong sự bất lực. Ngay sau khi xuất hiện đoạn clip trên mạng xã hội, lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dân tình ngay lập tức tìm ra lỗi sai của hai nam thanh niên khiến cho tấm kính lớn vỡ toang trong tích tắc. Theo đó, có rất nhiều ý kiến chỉ ra rằng, nguyên tắc để khiêng kính tránh khỏi sự đổ vỡ là phải khiêng đứng hoặc là khiêng dọc tùy theo kích thước và độ dày của tấm kính đó. Trong trường hợp này, hai thanh niên khiêng kính nằm ngang nên việc bất ngờ kính vỡ toang khi di chuyển là điều tất yếu. Chắc hẳn rằng sau khi đoạn clip được đăng tải, hai nam thanh niên này đã nhận được khá nhiều bài học kinh nghiệm về cho bản thân, để sau này có được giao nhiệm vụ khiêng kính thêm một lần nữa thì cũng sẽ không bị mắc phải sai lầm tai hại như thế này. Còn các bạn nghĩ sao về tình huống trớ trêu của hai nam thanh niên này? Đừng quên để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận cho chúng tôi biết nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video trên kênh Góc Cảnh Giác. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau!